là một trong những tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, quanh năm nắng nhiều mưa ít. Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa gặp không ít khó khăn. Ví như ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ khoảng 15 đến 17 hectare. Song khó có thể trồng lúa trên diện tích này, bởi đất ở đây đã bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã Cam Hải Tây luôn trong tình trạng bấp bênh. Với đặc điểm đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, người dân ở đây chỉ có thể sản xuất một vụ lúa trong năm. Song điều mà người dân lo ngại là trồng lúa phụ thuộc vào nước trời. Năm nào mưa nhiều, người dân có thể yên tâm sản xuất. Năm nào khô hạn, xem như mất trắng. Mỗi vụ lúa trong năm, người dân thu hoạch chỉ chừng 2 đến 3 tạ trên một xà 1.000 mét vuông. Thiên nhiên luôn thử thách sức chịu đựng của người dân nơi đây. Do được bao bọc bởi xung quanh là biển nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà diện tích đất nhiễm mặn, nhiễm phèn ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên không đầu hàng trước những thử thách của thiên nhiên, nông dân Lê Đình Xuân đã tìm mọi cách để biến diện tích đất lúa bị bỏ hoang trở thành đất sản xuất 3 vụ ăn chắc. Nhìn ruộng lúa sau 15 ngày gieo xạ, ít ai nghĩ rằng đây là ruộng lúa được trồng trên vùng đất nhiễm mặn. Nhờ đủ nước, đủ phân, lúa phát triển khá tốt. Vụ đông xuân vừa rồi, cũng trên diện tích đất nhiễm mặn này, sản lượng lúa thu hoạch được đạt 6 tạ một hectare, một kết quả mà nhiều nông dân vùng đất cát này không nghĩ đến. Chính bởi thế, ruộng lúa nhà ông Lê Đình Xuân thường xuyên có khách đến thăm. Họ là những nông dân đến học hỏi kinh nghiệm từ mô hình sản xuất lúa trên đất nhiễm mặn đầu tiên của xã Cam Hải Tây này. Cái ruộng nhiễm mặn là nó, cái thứ nhất là nó bốc cái mùi mặn từ dưới lên trên thì nó làm cho cây lúa phải bệnh và nó sẽ chết đi. Rồi mình phải có những cái loại thuốc đó mình đặc trị nó. Ruộng đây thì với nước ngọt là nó phát triển mạnh hơn và nó cái sản lượng nó cao hơn. Bây giờ cũng học được là bây giờ ở trên cái vùng của mình cũng cải tạo như ông Bảy đây thì mình về đó mình cũng cải tạo như ông vậy. Bắt chước ông để mình làm cho có lúa. Chứ còn không học hỏi ông thì mình cũng bó tay thôi chứ sao biết nó làm. Như là cái ruộng mà nước ngọt á, thì cây lúa nó phát triển thì từ đầu thì bộ rễ nó sung hơn. Còn cây lúa mà nhiễm mặn á, thì lúc nó nhiễm mặn nó sẽ bị thối gốc rễ và thiếu gốc rễ. Mình phải bón thì thuốc, khuôn đăng, bón cộng thêm DB là để nó phát triển bộ rễ. Nếu mà ruộng như ông Bảy đây là ổng là kinh tế là ổng chăm sóc rất kỹ nên cây lúa mới rất đẹp như thế này. Dạ. Giờ lúa đương đâm bộ rễ để ăn thân, để nó bắn chờ non, để sinh trưởng để nhánh. Dạ. Ruộng ông Bảy ở đây á, là so với nước ngọt á, là muốn chín mười với lại nước nhiễm mặn mà muốn chín mười với lại nước ngọt là ông Bảy là cũng quá siêu sao rồi. Dạ. Nên đó, chúng tôi tới đây để học hỏi theo ông Bảy. Vâng, những khác biệt mà các nông dân vừa rồi nhắc đến ắt hẳn là có nguyên nhân. Chúng ta cùng gặp gỡ với chủ nhân của ruộng lúa này, người làm nên sự khác biệt đó. Xin được giới thiệu đến quý khán giả và bà con, nông dân Lê Đình Xuân. Xin chào bác. Bác có thể cho biết là điều gì đã làm cho ruộng lúa này có thể thu hoạch 3 vụ lúa trong năm ạ? Thì trước đây khi tôi đến cái vùng đất này, tức là cái vùng đất là xung quanh là đồi, bên giữa là cái thung lũng. Bên cạnh đó nó gần biển, cách đây ra biển khoảng 100 mét. Cho nên cái độ phèn, các đồi núi đưa xuống, rồi cái nhiễm mặn từ biển đưa vào. Cho nên nó làm cho chúng tôi thất bại hoàn toàn nhiều năm. Sau khi thất bại đó, chúng tôi mới đi vào trong miền Nam, tức là miền Tây Nam Bộ, tìm bạn bè và tìm những cái mô hình mà ở miền Nam họ thực hiện về ruộng phèn nhiễm mặn. Tôi học cái đó. Từ học cái đó thì chúng tôi bắt đầu làm, thì làm nó cũng vẫn là thất bại. Thất bại là ở chỗ là khi đào ao, trữ nước và cải tạo thì gặp phải cái độ phèn nó động nhiều quá, mặn nó chì nhiều lên, cho nên thất bại những năm đó. Bắt đầu chúng tôi đi học nữa, tiếp tục đi học nữa thì
qua cái cải tạo này rất nhiều năm. Thì tiếp tục sau đó thì chúng ta thấy này, nước phèn mặn mà muốn lấy nước để tứ tiêu tức là phải cải tạo. Cải tạo đổi cái, đưa cái phèn cái mặn đi, đưa trôi đi rồi mình mới trữ nước lại. Thì đó là một cái mô hình. Một cái điều nữa là nếu như làm như vậy nó cũng chưa sạch nước, tôi phải dùng bèo để tôi thả trên ao. Để tôi, bèo á, tức nó hút hết tất cả những chất bẩn phèn mặn nó hút hết, nên nước nó trong trở lại thì tôi lấy vào ruộng. Tứ cây thì cây phát triển. Và từ đó thì tôi làm năm được 3 lần, 3 vụ lúa. Vụ thì bình quân mỗi 1.000 thước vuông thì chỗ 500, 600 mới tùy. Từ 5 đến 600 một ký, mà một năm làm 3 lần. Đó, bây giờ đây là cải tạo, phần nào là làm lúa, 3 vụ. Phần nào cũng như mấy vị thấy đó, xoài chúng tôi trồng lên luôn. Việc đào ao trữ nước để chủ động tưới cho ruộng hiện đã được nhiều nông dân ở xã Cam Hải Tây thực hiện. Tuy nhiên, không phải ai thực hiện cũng thành công. Theo nông dân Lê Đình Xuân, việc cải tạo nước mặn, nước phèn lắm công phu và cũng không dễ để có thể cải tạo trong ngày một, ngày hai. Đặc biệt là đối với cây lúa, nước không được xử lý kỹ sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng xì phèn, tức nước mặn trở lại. Khi đó, nguy cơ bệnh trên lúa như tiếng trùng rễ, bệnh đào ôn, bọ trĩ là rất lớn. Thì buộc phải cải tạo, chứ còn không cải tạo thì như đây thì làm sao mà lúa nó lên được. Là phải buộc phải cải tạo đất, rồi cải tạo dụ rải vôi, rồi gì đó là mình mới cải tạo đất, nó mới khỏi ra thành những cái bệnh nó biến chứng ra. Bà con thì phải trồng lúa được chứ, mà phải chăm sóc cho kỹ, chứ nếu mà làm bình thường là không có gì mà dễ làm đâu. Lúc mà nó nhiễm mặn với lại trời hạn khô nước thì mình phải bỏ hôn, chứ là lấy nước gì cứu được lúa được, là không có cách gì cứu được. Sau khi mà đến cái vùng này thì gặp phải cái trường hợp này là một cái thất vọng, mới phải đi tìm họ hiểu, tìm hiểu tại sao cái vùng mình đây là một năm á, một hecta ruộng chỉ có 200-300 kg lúa, 2-3 tấn lúa thì quá thấp, 2 tấn là bấp bênh cho 3 tấn khó có, năm nửa nào nước mưa ngon thì được 3 tấn cho 2 tấn, quá thấp cho nên phải đi tìm cách sống. Nếu như mà sống trên vườn cây và dưới ruộng không khai thác thì không thể sống được, cho nên mới đi tìm học. Tôi học những cái này không qua trường lớp nào, bạn bè dẫn đi chơi rồi đi thăm, rồi mình tìm đến những cái vùng đất y như mình, phèn chua mặn á, mình học cách làm. Cách làm đó là tôi thành công á, từ không phải nói như thế thì không phải một số một chiều đâu. Nhiều năm nhiều giai đoạn mới nó được thành công. Nếu thành được như hôm nay là cả cái quá trình. Rất dễ dàng nhận ra mô hình canh tác theo lối mà nông dân Nam Bộ hay làm ngay tại trang trại của nông dân Lê Đình Xuân. Bao bọc cánh đồng lúa ở đây là hệ thống mương nước. Mặt bằng diện tích sản xuất lúa bao giờ cũng thấp hơn so với mặt bằng chung. Theo nông dân Lê Đình Xuân, với cách làm này, phần đất trên cao sẽ giúp ngăn chặn được tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn tốt hơn. Khi đó, nước mặn, nước phèn lại được xử lý một lần nữa, giúp cho cây lúa trên chân đất nhiễm mặn có thể phát triển như các ruộng lúa thuần nước ngọt khác. Hiện với 3 vụ lúa trong năm, năng suất lúa đạt bình quân từ 5 đến 6 tạ một hecta, thu nhập đem về cho ông từ ruộng lúa khoảng 60 triệu đồng. Thực ra thì trong quá trình cải tạo nước mặn, nước nhiễm phèn thì nông dân Lê Đình Xuân chưa thật sự tự tin lắm. Chính bởi thế mà nước mặn được xử lý ban đầu được ông dùng để nuôi cá và tưới cho vườn xoài. Cái vùng này là cái vùng đất nước phèn, nước mặn, nghĩa là phèn chua mặn đó. Cho nên đào cái ao này thứ nhất là để trữ cái lượng nước ngọt nó cao hơn nước mặn, nó đề lượng nước mặn. Khi đào ao thì nó gặp cái trở ngại. Đất đây nước phèn, nước mặn, nước chua, cho nên khi đào ao là nó phèn nó đầy. Nước mặn nó lấn vô nó làm lên, cho nên mình phải đào rồi qua thời gian đó là phải cải tạo rất nhiều.
nhiều lần. Thứ nhất là khi đào cái ao mà muốn lấy nước ngọt để tưới tiêu, tức là phải làm tiêu hủy hết cái nước phèn, nước mặn, chờ một mùa mưa nó lũ nó ra hết, rồi ta bắt đầu lấy lại. Lấy lại nhưng chưa yên đâu. Thì trong lúc đó nó vẫn có cái chất độc, nó vẫn có cái chất độc, nó vẫn còn phèn qua đó, thì lại dùng cái bèo này để nó khử. Bèo nó hút tất cả những cái chất dơ của bùn của này kia nó uống, nó nuôi lên đó, nó hút rất nhanh. Cho nên nó lại mà hồi xưa ta thấy có thể nước trong nước ao bèo là đó đấy. Vượt qua những khó khăn ban đầu, nông dân Lê Đình Xuân cũng đã hoàn thiện việc đào ao lấy nước với diện tích 1.000 mét vuông. Tận dụng mặt ao, nông dân Lê Đình Xuân đã thả các loại cá lóc, cá trê, cá chép. Mỗi lứa cho thu hoạch cùng đến hàng chục triệu đồng. Lục bình được ông Xuân dùng để xử lý nước cũng phát huy tác dụng khá tốt. Nó trở thành nguồn phân hữu cơ phục vụ cho vườn cây trồng của ông. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, là cây trồng mà nông dân Lê Đình Xuân chọn trồng vẫn là loại cây trồng quen thuộc với người dân địa phương, đó là xoài. Tuy nhiên thì với bản chất ham học hỏi và không chịu bó tay trước những khó khăn, thì nông dân Lê Đình Xuân đã chọn những giống xoài chất lượng cao như là xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, v.v. Nhờ chủ động được nguồn nước tưới, 4 trong tổng số 5 hecta diện tích trang trại đã được nông dân Lê Đình Xuân quyết định đầu tư trồng xoài. Với ông, việc làm lúa chỉ để đảm bảo lương thực, còn muốn làm giàu, ông cần trồng xoài. Bởi lâu nay, cam lâm cũng đã nổi tiếng trong nước với xoài, và xoài cũng là loại cây đem lại thu nhập cao nếu biết đầu tư. Thực tế cho thấy, do được cung cấp đủ nước, áp dụng đúng các kỹ thuật chăm sóc, vườn xoài của nông dân Lê Đình Xuân đã cho trái đúng vụ và trổ quả. Với gần 1.500 gốc xoài đã cho trái, vào những năm trước, gia đình ông có thể thu nhập về trên 200 triệu đồng lãi ròng, một con số không nhỏ so với cuộc sống của người dân vùng đất cát còn lắm khó khăn này. Thu nhập của gia đình nông dân Lê Đình Xuân còn có thể cao hơn những nông dân khác, bởi trong quá trình cải tạo nước mặn, lượng lục bình thải trên mặt ao đã được ông tận dụng làm phân bón. Ban đầu, việc thả lục bình ở những gốc cây xoài có tác dụng giữ ẩm, nhưng theo thời gian, nó trở thành nguồn phân hữu cơ rất tốt cho xoài. Cái bèo đây á, cứ một năm khai thác một lần, cũng khoảng độ cũng 3-4 tấn bèo tươi. Thì đó, ta để đó, ta bón cây, ta làm phân xanh. Bón vào gốc cây làm phân xanh. Thay vì bây giờ phân bò không có, không có thì ta làm bằng cách đó. Nếu ai gặp trường hợp này, cũng nên thả bèo để cho lấy vừa cá ăn rễ cũng được, lấy nước làm ruộng cũng được, làm cây cũng được. Cái bèo ta làm phân xanh. Nghĩa là 3 cái 4 cái lợi thế, vừa cá thì cũng một phần, rồi lấy nước tứ là phần thứ hai. Cuối cùng là cái sản phẩm bèo này là ta làm phân xanh, bón cho cây. Không chỉ thu được hàng trăm triệu đồng từ xoài thu hoạch quanh năm, nông dân Lê Đình Xuân còn tận dụng lá xoài trong quá trình cắt tỉa để bán cho các điểm thu mua làm dược liệu. Lá thu được từ vườn xoài nhà ông không đủ, trong khi nhu cầu của các điểm thu mua là rất cao. Thế là nông dân Lê Đình Xuân nghĩ ngay đến việc tổ chức thu mua lá xoài. Khi hợp đồng với đối tác, mỗi năm ông thu mua lá xoài trong người dân địa phương trên dưới 1,5 tỷ đồng, cung ứng từ 200 đến 250 tấn lá khô. Việc làm này đã giúp nhiều lao động địa phương có việc làm và cũng mang về khoản thu nhập cao cho người dân nơi đây. Cái đây là cái hệ thống làm nắng, đốt củi từ kia nó vô, làm họ sẽ tắm. Đây là cái dàn để bỏ lá lên rồi sốc lên rồi dựng, đóng cửa lại, tức là cái hơi từ đây nó bốc ra. Khi mà cho lá rầu á, tức là đốt củi, có cái lò đốt ở kia, rồi lấy hơi nóng qua đây, ông sắc nóng lên, rồi cái quạt nó quạt hơi nóng ra. Dạ. Không chỉ làm kinh tế giỏi,
hàng năm nông dân Lê Đình Xuân còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, cấy ghép các giống xoài có chất lượng cao cho người dân nhằm thay thế các giống xoài chất lượng kém. Kính thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, có mặt tại trang trại của nông dân Lê Đình Xuân là chủ tịch hội nông dân xã Cam Hải Tây, đó là ông Diệp Thế Thanh. Thưa ông có thể cho biết là mô hình trang trại của nông dân Lê Đình Xuân có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương của mình ạ? Nói chung thì trên huyện Công Lâm nói chung và xã Cam Hải Tây nói riêng thì rất là nhiều mô hình về làm kinh tế. Nhưng mà cái mô hình mà điển hình nhất mà đáng để cho nông dân học tập là cái chỗ trang trại của cụ Lê Đình Xuân, vườn ao chuồng chương trình khép kín. Và cái này thì cũng đã đưa cho nông dân về đây làm hội nghị đầu bờ và cũng cho bà con học rất là nhiều. Cái cần nhất hiện nay là cụ thể là những năm thu nhập thì bác thu nhập cứ mỗi năm mỗi tăng lần khá. Và những cái mô hình mà bác có thể cải tạo được trên ruộng đất phèn mà chuyển qua sòi thì hiệu quả. Khi bác mới làm lên thì người ta cũng phân vân, người ta cũng không dám đâu. Nhưng mà giờ thấy có hiệu quả rồi, tuy nhiên là bà con người ta sẵn sàng thao. Cách đây khoảng 3 năm thì không phải ở mình không, mà dường như là 13 tỉnh thành từ Hà Nội đi toàn bộ những chủ tịch nông dân hết tập trung về đây. Thì anh đến thì anh phải, tất nhiên là phải tầm trồ rồi. Tại vì nói chứ từ một cái vùng đất nhiễm phèn mà đã làm nên hiệu quả như vậy thì nói chung thì anh nào cũng phải không những tháng phục hồi, phải học hỏi, nên học hỏi. Nhiều năm liền thì bác là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, và cũng bên riêng bên nông dân thì năm tới thì có làm tờ trình và đưa báo cáo muốn đưa bác đi dự cái đại hội nông dân sản xuất giỏi toàn quốc. Bên cạnh trồng xoài, làm lúa, nuôi cá, trong trang trại rộng 5 hectare của mình, nông dân Lê Đình Xuân còn thả nuôi heo lai, nuôi gà, vịt. Không phải nuôi kinh doanh, song nhiều người cũng đã đến trang trại ông đặt hàng. Chỉ riêng sản phẩm heo lai, nông dân Lê Đình Xuân hoàn toàn không lo đầu ra. Còn heo giống thì không đủ cung cấp cho thị trường trong tỉnh. Bắt tay thực hiện mô hình VAC trên vùng đất cát nhiễm mặn ở tuổi 70. Và sau 15 năm tìm tòi học hỏi, với không ít lần thất bại. Giờ đây, nông dân Lê Đình Xuân vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Hiện vườn xoài của nông dân Lê Đình Xuân đang tiếp tục cho hoa. Đến tháng 9 này, gia đình ông tiếp tục một đợt thu hoạch mới. Nếu giá xoài vẫn giữ ở mức như hiện nay, từ 40 đến 50 nghìn đồng một ký, một mùa bội thu ở trang trại này là điều chắc chắn. Tuy nhiên, đứng trước xoài, nông dân Lê Đình Xuân luôn trăn trở. Xoài cho trái nhiều, nhưng làm gì để xây dựng thương hiệu cho xoài trồng trên đất nhiễm mặn? Kinh nghiệm của ông cho thấy, xoài ở Cam Hải Tây trồng trên đất nhiễm mặn có hương vị rất khác so với xoài được trồng ở vùng đất cát, đất bằng ở Khánh Hòa hiện nay. Cụ thể là xoài bùi hơn, vị ngọt đậm đà hơn. Câu hỏi là hiện bây giờ thì mình trồng xoài là trang trại mình là trồng xoài là chủ yếu đúng không bác? Xoài là chủ yếu đó. Dạ. Thế thì cái thu nhập từ trồng xoài nó như thế nào ạ? Thu nhập vì trồng xoài thì nó có nhiều cái lĩnh vực lắm. Nếu được mùa và giá cả bình thường thì phải nói thẳng là trên kinh doanh không ông nào qua cái ông xoài nào. Nếu như có những cái vườn chừng mẫu mà ra trái được mùa thì hỏi gì chứ còn kiếm 300-400 triệu là khỏe. Ở trang trại của mình là chủ yếu là trồng xoài Úc hả? Cái gì? Thì cái đặc điểm của xoài Úc như thế nào? Hòa Lộc. À, Hòa Lộc à? Hòa Lộc. Dạ. Đặc điểm của nó thì nó khó làm, rất khó tính. Nhưng đặc điểm của nó là thị trường của mình là lúc nào cũng tiêu thụ được, là cái không sợ ấy. Là Hòa Lộc đấy. Hòa Lộc, không sợ ấy. Nhưng giá cả thì tùy thờ. Như nếu giá từ 20 thì không có lời. Nhưng giá từ 30 một ký trở lên, mà đến bữa nay là 50 một ký
thì người làm xoài có lợi to. Nhưng mà con thấy ở vườn bác cũng có một số ít diện tích là trồng xoài Úc ấy ạ. Tại sao bác trồng xoài Úc ạ? Là vì ở đây xoài Úc nó có cái lượng thế. Đầu tiên mình nhìn vô bàn thờ thì cái mẫu mã, cái màu hồng đó rất đẹp. Mà cái nghe màu đó trên bàn thờ ngày Tết ai cũng thích. Cái thứ hai á, là cái then chốt của nó ở chỗ là nó thơm. Tối lại là nó có mùi thơm. Hãy xoài chín rồi là bắt đầu có mùi thơm. Khi trái xoài nó chín rồi mình hửi, nó thơm lắm. Dạ. Để lâu được, không hư. Dạ. Đó là cái đặc tính. Dạ. Mà xoài Úc thì phần nhiều là người ta làm quà biếu á, là một phần. Nhưng mà Tết có xoài Úc là bán ngọt. Dạ. Vì ai cũng thích để trên bàn thờ mình vô cái nó thấy nó giỏi, nó đẹp. Bác ơi, thường ở những cái tuổi mà trên 70 á, thì con thấy là mọi người thì thường hay là nghĩ đến cái việc mà nghỉ ngơi hơn. Nhưng mà bác hiện bây giờ cũng ở tuổi trên 80, 85 rồi. Nhưng mà bác vẫn mê say làm cái việc làm vườn như này. Thì cái gì thôi thúc mình làm được cái chuyện đó hả? Cái thứ nhất là thế này. Tôi thì đến đây là khai hết, mua hết, rồi làm hết rồi gần 5 hectare. Không bán. Không bán để đâu một tấc nào hết. Để lại cho con cháu. Lúc bây giờ thì chia ra cho con cháu rồi nó đi làm. Ví dụ mấy đứa đây Sài Gòn mới về. Thì bây giờ bỏ quan là tức, cho nên cứ lấy đấy làm đấy và đầu tư đấy để giữ cái mảnh đất mình và nó có giá trị. Dạ. Thì còn được bao nhiêu thì nó còn. Dạ. Hai nữa là cốt làm thế nào con cháu giữ. Đây là sức lao động của ông bà đến đây cải tạo bây giờ. Nghĩa là đến già chừng này cũng phải làm để cho con cháu nó. Để ngày sau nó thấy cái đó, nó gìn giữ, nó có tiếc, nó không bán. Đó là cái cách dặn con cháu, đây là kỷ niệm. Không lẽ giờ con cháu lớn lên là lấy cái mồ hôi nước mắt ông bà ăn. Cho nên phải giữ cái đó. Cái đó là cái hồi thúc. Hai nữa là về xã hội thì nó thật ra thì tôi bây giờ tôi nghĩ là tôi không có làm gì hết. Rõ với vừa mấy ông nông dân rồi đây. À, bây giờ lại cứ bây giờ nhờ bác cái mô hình đó như thế nào bác lại dẫn tả ra. Thì cái vì cái động tác xã hội cũng là quan trọng. Theo dự kiến, trong năm 2012 này, nông dân Lê Đình Xuân sẽ hoàn thiện mô hình trang trại VAC khép kín. Khi đó, thu nhập của gia đình ông sẽ tăng cao hơn nhiều so với trước, bởi những gốc xoài được đầu tư mới sẽ bắt đầu cho trái. Nói về cách thức đầu tư trang trại, nông dân Lê Đình Xuân sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân. Và ông cũng cho biết là xây dựng trang trại này, ông không phải vay bất kỳ khoản nào mà hoàn toàn tự lo liệu được nhờ đa dạng hóa cây trồng vật nuôi. Tôi cái chủ trương là vừa sản xuất, vừa đầu tư, vừa tích lũy, nghĩa là chỉ tự túc tự cáp đủ sống thôi. Không có thể là quá may chừng vài ba năm nữa thì cũng có thể phồn thịnh được là vì cây nó lớn đi. Là mô hình VAC đầu tiên trên vùng đất nhiễm mặn, nông dân Lê Đình Xuân lại có thêm niềm vui khi được nhiều nông dân ở địa phương đến tham quan học hỏi. Những kinh nghiệm được đúc kết trong 15 năm làm vườn đều được nông dân chia sẻ với hy vọng họ sẽ tìm được cách làm, cách sản xuất mới để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, có thể thấy tuy tuổi đã cao nhưng mà ý chí làm giàu của nông dân vùng cát, ở đây là nông dân Lê Đình Xuân, thì thật đáng khâm phục. Vượt qua những khó khăn nhất thì giờ đây mô hình kinh tế VAC của nông dân Lê Đình Xuân đã được nhiều nông dân trong cả nước biết đến. Và đối với người dân địa phương thì ông còn được xem là người hùng của vùng đất ngập mặn. Câu chuyện làm giàu của nhà nông đối với nông dân Lê Đình Xuân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân.